À, đây nó là cái set cô bé và chiếc xe đạp. Nó là hàng thương hiệu Vitec, hàng thị trường Pháp cho nên ngôn ngữ của nó là tiếng Pháp nha. Đó, đi theo nó kèm theo nó nhiều bài nhạc ha, bài nhạc và bài hát. Rồi, đánh vần cái tên. Rồi ngoài tính năng những cái nút này để phát ra nhạc ra đó thì nó có bố trí hai tiếp địa bên đây để cảm ứng khi mà đặt vô cái xe. Rồi khi đặt vô là tự động nó phát nhạc lên. Rồi đây nó sử dụng là hai viên pin tiểu 3A ổ pin đây và công tắc tắt mở của nó đây. Rồi như cái chiếc xe đạp.